Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức Hot 24 giờ. Bản tin hôm nay có nội dung đáng chú ý sau. Cựu chủ tịch tỉnh Bình Dương nói không biết việc chuyển nhượng đất vàng, xin tòa được hưởng mức án nhẹ nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 8, phiên tòa xét xử đại án bán rẻ đất vàng cho tư nhân, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng ngân sách của nhà nước xảy ra tại Tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương, tiếp tục phần tranh luận. Tự bào chữa trước tòa, bị cáo Thanh Liêm, cựu chủ tịch tỉnh Bình Dương cho rằng trong quá trình điều tra, bị cáo có khai biết về hợp đồng góp vốn của Tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương tại công ty Tân Phú cũng như hợp đồng liên doanh với công ty Tân Thành. Còn việc chuyển nhượng 43 ha đất cũng như đăng ký biến động 145 ha đất sang công ty Tân Thành thì bị cáo không biết. Tuy nhiên, cáo trạng lại cáo buộc bị cáo biết vụ việc này. Ông Liêm khẳng định hoàn toàn không biết việc chuyển nhượng hai lô đất 43 ha và 145 ha. Giải thích thêm về việc này, cựu chủ tịch tỉnh Bình Dương cho biết ông nhận nhiệm vụ chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vào cuối năm 2015. Vì vậy, tình hình hoạt động của Tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương ông không nắm được. Khi ông làm chủ tịch cũng không được bàn giao cụ thể để quản lý Tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương. Ở sai phạm tại khu đất 145 ha, ông Liêm thừa nhận không theo dõi, không thường xuyên kiểm tra việc cổ phần có đúng hay không nên để xảy ra sai sót. Còn sai phạm tại khu đất 43 ha, ông Liêm cho hay khi dự cuộc họp thường trực tỉnh ủy vào ngày 17 tháng 4 năm 2017, bị cáo nhận thức rằng chuyển 30% vốn góp từ công ty Tân Phú cho công ty Âu Lạc bằng tiền để lấy tiền đầu tư dự án khác đang thực hiện có hiệu quả. Khi đó, thường trực đều thống nhất như thế chứ không ai nói đến việc chuyển nhượng đất. Tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương thực hiện không đúng với chủ trương của tỉnh ủy về việc chuyển nhượng đất. Cá nhân tôi không biết Tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương chuyển nhượng đất, bị cáo Liêm tự bào chữa. Bị cáo Liêm cũng cho biết thêm, khi dư luận phản ánh về vụ việc bán đất cho tư nhân, thường trực tỉnh ủy đã triệu tập các ban ngành lên để nắm bắt. Sau khi các ban ngành báo cáo có sự việc này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập thanh tra xác minh để có hướng xử lý. Điều này thể hiện thường trực và bị cáo có thái độ kiên quyết, dứt khoát khi biết Tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương có vi phạm, bị cáo nhấn mạnh. Cuối phần bào chữa, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương mong viện kiểm sát, hội đồng xét xử xem xét tình tiết, tính chất vụ án, bị cáo không có động cơ, lợi ích, vụ lợi cá nhân để xem xét khoan hồng cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm được về với gia đình và xã hội. Trước đó, ông Liêm bị viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt từ 9 đến 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cũng tại phần tranh luận, nêu quan điểm bào chữa, luật sư của hai bị cáo Võ Hồng Cường, chủ tịch kiêm giám đốc công ty cổ phần Hưng Vượng, và Trần Đinh Như Ý và bị cáo Cường, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển, cho rằng cả hai bị cáo này có vai trò không đáng kể trong hành vi tham ô tài sản. Họ chỉ tiếp nhận ý chỉ của bị cáo Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch Tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương để thực hiện, hoàn toàn không biết đằng sau là kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Tại công ty Hưng Vượng và công ty Tân Thành, tỷ lệ sở hữu của bị cáo Cường đều thấp hơn bị cáo Minh. Bị cáo Cường là cấp dưới của bị cáo Minh, không có quyền quyết định. Trong số tiền 185 tỷ đồng tham ô, dòng tiền cho thấy người hưởng lợi là bị cáo Minh và một số bị cáo khác, vợ chồng Cường không được hưởng lợi đồng nào trong số tiền đó. Đặc biệt, luật sư cho biết ngay từ thời điểm chưa khởi tố vụ án, hai bị cáo này cùng những người khác đã tự nguyện khắc phục toàn bộ số tiền lên tới 964 tỷ đồng, bao gồm cả tiền thiệt hại và tiền lãi phát sinh. Gia đình hai bị cáo đã vận động họ hàng bạn bè mang toàn bộ sản nghiệp đi thế chấp vay mượn để lấy tiền khắc phục. Hiện nay hai bị cáo và các pháp nhân liên quan mang tổng dư nợ khoảng 1.100 tỷ đồng, ngày đêm làm ăn trả nợ, luật sư trình bày quan điểm. Từ những căn cứ trên, luật sư đề nghị cho bị cáo Cường, bị cáo Như Ý và nhóm bị cáo tội tham ô tài sản được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt. Trước đó, Viện Kiểm sát đã đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Cường mức án từ 6 đến 7 năm tù, bị cáo Như Ý mức án từ 3 đến 4 năm tù cùng về tội tham ô tài sản.
theo cáo buộc năm 2018, để có tiền xử lý dư nợ tại Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương, bị cáo Minh chỉ đạo con gái và những người liên quan, trong đó có hai vợ chồng Cường, chuyển nhượng 19% vốn tại Công ty Tân Thành sang cho Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương. Với việc mua 19% vốn điều lệ của Công ty Tân Thành, tương ứng hơn 9,1 triệu cổ phần, Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương bị thiệt hại hơn 815 tỷ đồng. Số tiền này các bị cáo đã chiếm hưởng để chi tiêu vào các mục đích cá nhân. Bản tin của kênh tin tức Hot 24 giờ đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Quý vị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật được những tin tức hot trong nước và thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.